Hello. Chưa được nhỉ? À, không nhận được thông báo. Hôm nay quên không thông báo. Chưa thấy ai cả. À, có một bạn. Chào một bạn đang xem, không biết bạn là ai. Không có ai em ạ. Phước An. Hello Phước An. Đợi mãi mới có người vào xem. Đang đợi một số bạn vào rồi mình sẽ bắt đầu. Nay mình sẽ vẽ cái mẫu như này. Hello, các bạn nào đang xem comment cho mình với. Không báo trước. Hôm nay mình quên mất không báo. Bảo sao nó không thấy ai cả. Quên không không đăng bài trước thành ra mọi người không để ý. Hoặc là hôm nay mọi người bận gì đấy. Không sao, chỉ cần một vài bạn thôi, mình vẫn like được, mọi người có thể xem lại mà. Đợi thêm một vài phút nữa. Đấy, không mấy bạn. Hello Yến Ly. Chào bạn Real.
Đây, hôm nay vẽ cái tranh đang hiện trên màn hình đây. Nhìn bức tranh tranh này hôm nay có vẻ sẽ hơi lâu đấy. Mẫu thì đẹp nhưng mà không biết là có vẽ được không. Nhìn có vẻ hơi lâu. Ok, có 4 bạn rồi. Chắc là mình bắt đầu luôn. Một hồi đợi 4 phút nữa để xem có thêm bạn nào không nhé. Cho nó 8 giờ 15. Thích Nhất Long. Chào Nhất Long. Tám giờ 15 mình bắt đầu vẽ nha. Hôm nay mình đã giấy mình dán sẵn đấy rồi. Chào Mạnh. Để làm cho giấy ướt thêm một tí. Hôm nay like đúng giờ thì lại mọi người chưa vào. Mọi hôm nào cũng muộn giờ. Mình chưa biết vẽ nên không thể vẽ cùng được. Ok, xem ủng hộ tinh thần cuối video nhận thưởng là được rồi. Tám giờ 15 mình sẽ bắt đầu. Không thì sợ bước này hơi lâu. Hôm nay vẫn dùng màu thiên long. À, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lấy màu ra. À, có video vẽ màu acrylic nhưng mà phải đăng vào tuần sau. Tuần này vừa rồi mình hơi bận nên không có video nào cả. Mình vẽ rồi nhưng mà chưa edit video được nên sẽ đăng vào tuần sau. Bây giờ mình sẽ để xem trong cái mẫu này là có những cái màu gì này. À, không vẽ theo à? Nghịch màu vẽ cái khác à? Để nào phân tích mẫu xem là có màu gì nhé. Ở đây nhìn thấy đầu tiên nhiều nhất chắc chắn là màu xanh này. Lấy màu hai hai loại màu xanh ra. Cobalt blue, xanh da trời đấy. Trời xanh biển. Superior. Superior là màu nước hay là màu quát nhỉ? Thực ra mình không biết màu đấy là màu gì. Mình thấy là cái màu thiên long này nó là cái màu đại trà nhất rồi thì chắc là cái màu đấy sẽ được thôi. Màu của bạn chắc là vẫn được thôi. Thiên Long là cái loại rẻ nhất rồi đấy. Ủa, hôm nay làm sao dần dần rồi. Hai loại màu xanh rồi này, màu hồng thôi nhé. Tốn nhiều màu trắng lắm à? Không sao, lọ mua nhiều màu trắng lắm rồi. Không xịt hết được. Hồng này. Có cây thông với xanh xanh này. Nhà này. Xanh này. Tím này. Chắc là dùng cả một tím nữa. Một tím. Một tím rồi nhỉ. Violet. Lấy một tí màu tím ra. Kiểu như xem phim ấy nhỉ, pháp gian chuẩn bị đồ nghề kiểu như để xem phim vậy. Lúc này khả năng là vé hơi lâu ấy. Chào bạn Mom, Mom VN, Mom VN chứ nhỉ?
màu gì nữa nhỉ, màu xanh lá đi, màu vàng nữa, vàng với cam. Xanh lá của mấy cái cây, màu vàng của điện, ánh điện, vàng với cam. Sắp Noel cho nên là dạo này chủ đề toàn Noel thôi. Vàng, cam, trắng, đen. Không biết là có vẽ thành được không. Cái này mà vẽ bằng màu lích ấy thì dễ hơn. Chào Magic Kaito. Hôm nay cứ tưởng không có ai xem cơ, thì ra là mọi người vào muộn. Cam này, trắng nữa, trắng mới đen nữa chắc là đủ rồi. Đen nữa nha. Chào chị Diễm An nhé. Hôm nay em không thông báo trước, chắc là mọi người không biết, không để ý. Ok, để đi thay nước phát. Ngôi nhà lung linh quá nhưng mà không biết có vẽ theo được không. Bây giờ bắt đầu để em thu nhỏ cái mẫu xuống. Để mẫu vào đâu được bây giờ? Đây đi. À, xoay cái này ra. Cho mẫu to lên. Thấm vậy nước đi xong rồi em sẽ bắt đầu bút dính lông ở đây. Rồi, cố gắng vẽ bức này thật đẹp. Không biết là mất nhiều thời gian không. Bây giờ bắt đầu tiên là sẽ phải phát hình ra. Phát hình này. Dùng màu xanh nhá, xanh nhạt để phát hình. Chào Camelia Nguyễn. Này còn nờ nữa.
Đầu tiên sẽ là cái phần hiên nhà này, nó ở khoảng này. Hôm nay phải đứng dậy vẽ rồi. Khoảng bạn bố cục ấy thì bạn để ý là cứ chia tranh ra làm đôi thì cái phần hiên này, đây là ở giữa bức tranh này, thì cái phần hiên nó ở khoảng này. Mình đánh dấu trước. Đây là cây thông. Hiên thì mình sẽ à không, đây là cái những tường chứ không phải là hiên. Suối băng tan đỉnh suối. Tiếp theo sẽ là phần ngôi nhà. Tính từ hiên lên ấy, thì cái mái ngôi nhà nó sẽ ở gần giữa, hơn giữa một tí. Đây, bạn để ý cái phần lóc của ngôi nhà cao nhất là sẽ tính từ cái phần tường này lên này. So khoảng cách thì nó sẽ ở tầm này, gần giữa. Đây, cao hơn một tí. Màu nước này đắp lớp nhưng màu lích được. Hẹn mãi hôm nay mới xem được. Chào chị, chào chị Châu ạ. Hôm trước em có thấy chị rồi mà. Mái nhà ở trên này nhỉ? Phát ra trước, phát qua qua thôi cũng được. Đến cái thông này là hết rồi. Video tiếp theo bật mí là cũng là về chủ đề Giáng sinh luôn. Sang tuần là Giáng sinh rồi cho nên là đằng sau là các cái cây. Bước này mà để vẽ kỹ thì rất khả năng là khá lâu, mình sẽ thuộc kiểu nhanh nhanh. Ok, đắp lớp nhưng mà lít vâng, em biết chị mà. Tuần trước có thấy chị hay là tuần trước nữa có thấy chị vào một lúc thì phải. Bây giờ bắt đầu rồi. Bắt đầu vẽ nha. Phần đầu tiên sẽ là phần trời, chuyển từ trắng sang hồng rồi sang xanh. Giấy vẫn đang hơi ẩm ẩm là được. Trắng trước này. Chuyển sang hồng. Hồng
Không này, xong tím một tí. Tím này. Thêm ít nước vào cho nó loang loang ra. Cứ phủ hết cả các phần của mấy cái cây. Tí mình mới đè lên cây lên sau. Muộn mất rồi à? Không, bây giờ mình mới bắt đầu vẽ mà. Cuối cùng là màu xanh nhá, xanh 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 biển. Pha mấy tím, à pha mấy hồng. Vẽ cho đẹp, lâu nhưng đẹp là được. Ok. Trừ cái phần ngôi nhà ra thôi, còn lại cứ tô hết trời đi, cây mình sẽ đè lên sau. Thêm một lớp nữa nha, trắng này. Trắng rồi đến hồng này. Hai lớp cho màu nó dày nó đẹp. Đến tím này. Cuối cùng là xanh. Xanh pha hồng. Trời ơi, mà đẹp quá. Mình đã vẽ gì đâu mà đẹp quá. Mẫu đẹp đúng không? Chào Minh Giàu, chào Mạnh Vlog. Ơi thiếu trắng rồi, thêm trắng vào. Ra về màu nước lên này. Thực ra là màu nước mình không không phải là chuyên màu nước, mình chỉ vẽ theo cảm, theo gọi là gì nhỉ? Vẽ theo không biết dùng từ thế nào nhỉ? Theo cảm giác ấy, kiểu như là mình vẽ màu lích nhiều cho nên là màu nước mình cũng vẽ theo kiểu như vậy. Chào Huyền Nguyễn Thị, rất chào anh. Rất chào anh thì chào luôn là người, rất chào. Tô nhiều lớp cho nó hòa vào nhau cũng được, theo cảm tính đúng không? Tại vì mình không phải là chuyên màu nước, mình không nghiên cứu gì. Kỹ thuật các thứ vẽ màu nước mình cũng không rõ cho lắm, cho nên là mình không dám làm quá kỹ, mình chỉ
Vẽ vậy thôi. Nghĩ mãi không ra từ để nói. Trời, cái dây cáp hôm nay vẫn bị, thi thoảng nó vẫn bị chập chờn tí. Các bước vẽ vẫn vậy thôi, cứ từ xa đến gần. Xa trước, bầu trời trước, xong đến phần cây phía xa. Tiếp theo là nhà. Nó cứ giống một cái bức khung lọ mình đã vẽ rồi, nhưng hôm nay màu khác, với cả bức này nhiều chi tiết hơn. Chào anh, chào Thành Đạt Mạc, fan hâm mộ. Bây giờ đến dùng cái bút cọ xòe này chấm các cái phần cây phía sau nhé. Nếu mà dùng bút mà cảm giác nó không hòa màu với nhau ấy, dùng cái cọ xòe này là nó sẽ hòa đấy. Ok, bây giờ chấm các cái phần cây về sau này. Chấm màu đậm trước. Pha hai màu xanh với nhau. Chấm một lớp lót. Hơi đậm quá. Chấm một lớp lót thôi, tí nữa nó hòa vào nền đi mà. Đấy, cái lúc này thì chấm cho nó hòa vào với nền ấy. Nền vẫn ướt cho nên là lát nữa nó khô thì nó sẽ kiểu ảo ảo hòa vào. Càng ra phần sáng này ấy, thì nó sẽ nhạt hơn. Cho thêm hồng với trắng vào. Mẫu thì nó khá là kỹ đấy, nhưng mà nếu mà để vẽ trong cái livestream này thì chắc là mình sẽ vẽ nhanh thôi. Vẽ kỹ thì mình sẽ làm vào cái video đăng của tuần tới. Những video livestream thì sẽ là chỉ những video vẽ nhanh thôi. Tại vì thời gian không có nhiều. Không biết có bốc thăm không à? Nhạc to quá à? Thế để cho mình cho nhạc nhỏ đi tí. Đây, nó bắt đầu hòa hòa rồi này. Có bốc thăm chứ. Buổi là chả bốc thăm. Xa xa nó cũng chả rõ cây mấy, cho nên là mình cứ chấm cho loang loang ra theo hình cái cây là được rồi. Tiếp
theo cái phần mấy cái cây to ở chỗ này này thì mình sẽ chấm màu đậm. Lát nữa là khô thì mình lát nữa khô thì mình sẽ đè các màu sáng lên. Chỗ này có hai cây này, một cây ở đây này. Hai cái này gần cho nên nó sẽ đậm. Ok, thêm một cây nữa. Hôm nay người xem có vẻ ít hơn đấy, thì thành ra là bốc thăm kiểu gì sẽ tỷ lệ trúng cao hơn. Hôm nay ít bạn nhé. Chào Trang Phạm nha. Em mém quên, may vào Facebook nhận thông báo. Hôm nay mình không đăng thông báo trước, thành ra là nhiều bạn không biết. Tại vì mọi tuần đăng thông báo trước xong đến lúc live nó toàn bị nó lỗi. Nó có lỗi xảy ra lại bị muộn. Thành ra hôm nay quá không thông báo luôn. Mình cứ chấm cái màu đậm bên trong trước nhá. Lát nữa mình sẽ vẽ thêm màu trắng kiểu như tuyết lên trên sau. Giờ mình phải lót một lớp. Nó vẻ hơi chói nhỉ. Anh thử làm video cách phối những màu với nhau à? Cách phối màu với nhau à? Cách phối màu với nhau thì nó có nhiều quy luật nữa, kiểu như màu màu tương phản, màu bổ túc. Nói chung là mình phải học mấy cái cơ bản đấy. Thì đến lúc vẽ là mới được. Lót qua cái phần tuyết ở đây này. Đây có một cái phần tuyết. Lót hết màu xanh đi. Mình dùng giấy gì à? Nhà anh nó có. Nhà anh nó có DH là gì nhỉ? Điều hòa hay là cái gì nhỉ? Không hiểu lắm. Mình dùng giấy giấy Phonic. Sắp hết rồi, hết cái này thì mình sẽ đầu tư giấy nào đấy tốt hơn tí, còn giấy này chỉ là giấy bình thường thôi. Nên là không phải chuyên vẽ màu nước, thành ra là bây giờ đến plot phần nhà này. Nhà này thì mình sẽ lót để xem nào, một màu xám xám nha, hơi xám, một xanh xanh xám xám.
Đúng rồi, có một cái đồng hồ ngay đây, bạn nghe nghe thấy tiếng đồng hồ à? Bỏ bỏ cái đồng hồ này ra không? Nghe tiếng đồng hồ nó hơi. Nó có một cái đồng hồ ngay bên cạnh cái mic cho nên là nghe nó rõ cái tiếng đồng hồ, quên. Vót cái phần nhà bên trong này màu hơi xám một tí, pha đen với trắng với một tí xanh. Hơi đậm nhạt tí nữa. Đúng rồi, màu can son, à giấy can son thì mình biết. Nhưng mà mình có cái tệp giấy này nên mình cứ vẽ hết đã rồi mình mới mua một giấy khác. Giấy nó có vân, thành ra là khi mình vẽ nó có cái chất ấy, thì trông nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mình vẽ các màu này vẽ cảm giác cũng khá ổn, cũng được. Tại vì mình không đòi hỏi cái kỹ thuật cao lắm. Kỹ thuật có nhiều kỹ thuật màu nước mình có biết đâu. Giấy can son thì mình hay dùng vẽ chì, ngày xưa hay hay vẽ chân dung chì bằng giấy can son thì cũng được. Chân dung bút chì thì vẽ vào cái giấy đấy thì ok, còn chì màu thì lại không vẽ được bằng giấy đấy. Chì màu phải dùng giấy nó phẳng, nó không có vân. Rocky. Thành đạn mạc không giống là sao nhỉ? Giống là sao nhỉ? Tiếp theo là hót phần mái này cho tím màu tím với xanh. À, nhà không giống hả? Đã vẽ xong đâu mà biết là không giống. Với lại mình nói ngay từ đầu mình vẽ nhanh mà, thành ra mình cũng không chú ý kiểu vẽ sẽ giống y đúc đâu. Nhưng mà mình đã vẽ xong đâu mà bạn bảo là sao biết là không giống được. Nó có nhiều bước mà.
Bây giờ đến ra cái phần cây thông Noel này cũng không cần chừa ra đâu, cứ chấm đè hết lên cũng được. Vẽ là phải có nhiều bước cho nên là cứ từng bước một thôi, lót hết một lớp màu cho nó kín giấy đã rồi sau đấy mình sẽ vẽ tiếp. Tiếp theo là phần tường nhé. Tường này ok, giờ sấy khô nhé. Trước có thông báo trước, còn hôm nay không thông báo có vẻ cũng chả biết thế nào được. Hello Nguyễn Văn Long nhé. Sấy khô hẳn đấy các bạn, cho nó khô hẳn đi. Chói thì phải. Chào Minh Anh Nguyễn. Sau khi sấy rồi ấy, tiếp theo mình sẽ lại bắt đầu lại từ cái phần cây phía xa này. Sao cho nó sáng lên, nó dính tuyết các thứ vào. Lúc đấy chỉ là lớp lót thôi, bây giờ mới là lớp cây này.
Em mới rửa bát xong à? Rửa bát xong là vào xem luôn à? Chấm một vài cái cây thêm một lớp nữa đằng sau. Bên này thì là phải chấm thêm trắng mà. Trắng xanh, không phải trắng tinh. Trắng hơi xanh. Chấm thêm trắng cho nó giống có tuyết. Bức này nó gần giống với cả bức cái bức mà bạn bạn Minh Anh Nguyễn được tặng. Vẫn ngôi nhà nhưng mà bức này kỹ hơn. Thêm trắng vào đi. Bây giờ mình sẽ dùng bút tỉa để tỉa chứ không chấm nữa. Để tỉa các cái tán ấy, từng tán một, từng tán một. Để vẽ giống mẫu thì sẽ rất là nhiều lớp ấy. Cố vẽ nhanh. Lấy bố cục thôi. Người làm view hơi khó trúng à. Cây thông ở gần để sẽ vẽ cuối cùng bạn ạ. Lớp cuối cùng mình sẽ đè lên. Mình vẽ chồng lớp lên nhau mà. Nguyễn Hồng Đào, chào Nguyễn Hồng Đào nhé.
Màu vẻ hơi gắt. Mấy cái like rồi em không trúng. Lần này xin vía. Để xem hôm nay có may mắn không. Có một cái cây cành ở đây, tỉa luôn cái cành này. Cái cây ở xa. Cái bút tỉa đâu nhỉ? Huyền Trang. Thực ra là bản thân em thì thấy thấy màu nước khó hơn, tại vì em vẽ màu lích quen rồi. Cây ở đằng sau này. Còn những người làm mà lại làm quen màu nước trước thì có thể lại thấy màu nước dễ hơn. Như em thì em sẽ vẽ màu màu lích tốt hơn. Hôm nay định vẽ màu lích bằng cái bức này đấy. Cây. Bên này có một cái cây. Đúng rồi, vẽ màu nước thì nó nhiều kỹ thuật. Đúng rồi, cái mẫu này thì vẽ bằng sơn dầu, làm mẫu thì người ta vẽ sơn dầu. Mình chỉ vẽ lại, chỉ vẽ lại bằng màu thiên long xem thế nào. Nếu mà vẽ màu đấy thì mới vẽ giống được, còn màu thiên long này thì khó vẽ giống lắm, tại vì nhất là cái chất màu đó, nó sinh ra là để không phải là để vẽ chuyên nghiệp ấy. Màu thiên long này mới cả nó ít màu quá. Mình vẽ nó đang hơi bị xanh xanh đét. Bạn đó để viết viết có dấu là không, mình không dịch được.
Tỉa thêm một cái vài cái nét trắng vào trên cái cành này, kiểu như là bị tuyết phủ vào ấy. Cái bầu trời này để cho nó đỡ bị xấu thì sẽ vẩy vẩy tuyết trước. Để cho nó một tí trước thì trông nó sẽ đỡ hơn này. Chín giờ rồi. Bây giờ mình sẽ đến phần nhà nhé. Dùng màu vàng và màu cam. Với cả màu trắng. Cái phần ở bên trong nó đang hơi tối. Mẹ em cũng xem anh. Không. Mẹ của bạn à? Video khoảng thứ tư của em thì sẽ vẽ màu lích nhá. Em có quay xong rồi nhưng mà em chưa edit được. Thì thứ tư sẽ đăng video về màu màu lích. Màu nước thì em vẫn vừa vẽ vừa tập cho nên là vẫn chưa được quen cho lắm. Rất xấu. Màu đấy là màu bột, kiểu màu watt ấy. Ngày xưa đi học là vẽ màu đấy đấy. Khác nhiều ấy chứ. Hai màu nó đều pha bằng nước nhưng mà chất liệu nó khác nhau. Cái khả năng trồng màu ấy, cái màu màu lích ấy thì nó trồng lớp tốt hơn. Vẽ sai thì lại trồng màu khác lên, không sợ hỏng. Cố còn nửa tiếng nữa là mình sẽ nửa tiếng nữa nhá. Vẽ xong bức này.
Màu thiên long này chỉ hợp để vẽ mấy cái bức tranh đơn giản thôi. Những bức tranh hơi phức tạp một tí như này thì nó cũng hơi hơi khó vẽ đấy. Nhẽ ra hôm nay nên dùng màu màu lích thì hợp hơn với bức này. Này vẽ màu thiên long hơi 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 khoai. Chào Ngân Phùng nhá. Em đi ăn rồi em coi tiếp. Ok, chào Hồng Nguyễn. Lâu rồi mới quay lại à? Hôm nay quay lại có khi lại trúng ấy chứ. Hôm nay có ít người xem nên chắc là lúc bốc chỉ còn còn chục người thôi. Như các buổi hôm trước là hai mấy người. Mẫu này hình như không phải sinh ra để cho màu cái màu thiên long này vẽ. Cũng hơi khó đấy. Khó rồi nhưng mà vẫn vẽ được. Cố gắng thì vẫn vẽ được. Rồi, ăn một lốt mình lại sấy tiếp. Tại vì một cái màu thiên long nó ít màu pha trộn nó khó. Cảm giác nó vẫn hơi, cái nhà nó vẫn hơi tối. Không sao. Vậy hôm nay chỉ có mười mấy người thôi.
Em thấy bạn nói cái gì kia không hiểu luôn. Hết Yên Bình à? Có sấy nữa đâu. Vẽ các cái cửa nhà phát sáng bằng màu một lớp màu cam trước. Sau đấy sẽ đẩy. Nó phải vẽ hai lớp ấy thì nó mới sáng lên được, còn một lớp thì nó không sáng lên được đâu. Sắp tới giờ con khóc rồi, không biết nay mình có trúng số không. Chắc khoảng vẫn như vậy kia 30-40 phút nữa. Đã làm gì hôm nào được 30 người đâu. Hai mấy người là nhiều lắm rồi. Bây giờ tỉa các cái cột. Nhà lắm cột thế nhỉ. Bạn không viết được tiếng Việt có dấu. Không đến 30 người được đâu. Cùng lắm là được, hôm nay chắc được 15 người thôi. Tỉa mấy cái cột cho nó giống cái nhà. Sau đấy sẽ chấm thêm sáng để cho cái cửa nó phát sáng. Không hiểu cái nhà này nó kiểu gì nữa. Biết sân dầu. Nói vậy để cho người dễ trúng hơn. Bây giờ sẽ chấm cái màu vàng sáng hơn nhé, để cho các cái cửa nhà ấy nó phát sáng lên, vàng pha với trắng điểm thêm vào thì nó sẽ ra cái hiệu ứng
Sáng trước tiên là phải khô đã. Không phải tranh sơn hóa mà là tranh tranh số hóa mới đúng. Cái tranh đấy người ta cho màu cho số sẵn rồi, chỉ việc theo đúng thôi. Tranh đấy tô cũng tốn thời gian phết đấy. Để cho sáng nữa thì sau cái lớp màu vàng này sẽ là một lớp màu trắng. Chấm điểm thôi. Đấy, sau đấy mình sẽ kẻ các cái ô cửa sổ. Nhà này nó có một cái chỗ này nó có một cái ống khói này, nhưng mà mình sẽ không vẽ ống khói kiểu đấy. Bỏ cái ống khói đi cho nó có cái cửa nhà cho nó. Ống khói sẽ vẽ trên này. Các bạn thành đạt rồi, các bạn đang đang nói gì mình không hiểu lắm. Giờ bây giờ đến phần mái nhà nhé. Mái nhà chấm sáng lên một tí nữa. Tuyết rơi ở đây phủ lên mái nhà mà. À,
Ok. Tiếp tục nha. Không hiểu bạn Thành đàn bạc nói gì cho nên là mình sẽ. Vẽ được la lá. Lúc đầu nhìn cái mẫu này mình đã biết là vẽ sẽ lâu rồi. Không ngờ là lâu thật. Lần sau rút sẽ rút kinh nghiệm để chọn mẫu hợp lý hơn. Bước này phải vẽ một màu lích thì mới đúng. Bây giờ đến cái phần vẽ nhanh nhé. 9 rưỡi rồi, cố gắng tầm 10, muộn lát nhất là 10 giờ. Ngọc Khuê, chào Ngọc Khuê nhá. Cái phần tường này nó là cái đá xếp vào nhau ấy. Mình sẽ thêm các cái ô màu xanh với cả vàng. Cứ vẽ cho nó tự nhiên thôi, không quy luật gì cả. Xanh vàng lâu các thứ đan xen nhau. Xong rồi mình kẻ một cái đường đá là được. Cho nhanh thì mình sẽ dùng một cái bút nhỏ hơn. Cái đậm cái nhạt. Cái phòng của mình nó ở cũng gần khá gần ngoài đường ấy, cho nên chắc là cái mic nó thu thu được cả tiếng. Cái phòng nó không kín lắm. Nó gần ngoài đường chính ấy, cho nên xe đi lại nhiều.
Phiêu thật đấy chứ đùa đâu. Mình là quê ở Bắc Ninh. Bây giờ tỉa các cái đường à. Bắc Ninh nhưng mà hiện tại mình đang ở Hà Nội. Phải vẽ nhanh lên thôi, không muộn quá rồi. Cái nhà nó đang bị đậm quá. Thực ra nó đậm một phần là do camera đấy. Chứ thực tế là bên ngoài nó cũng không đậm cho lắm. Do cam, do ánh sáng nó không tốt ấy. Cho nên là trông cuối cùng nó lại như thế. Chứ thực ra bên ngoài nó cũng không đậm lắm. Bạn nào chúng nhận nhìn phải chụp cơ. Khi nào vẽ xong mai mình sẽ đăng cái ảnh ảnh chụp thì lúc ấy mới đúng màu được. Bên trên của cái tường này nó có một cái lớp tuyết. Ok, bây giờ đến cái phần tuyết ở dưới đây nhé. Ok, thì đây mình sẽ sửa lại cái phần cửa để cho cái nhà nó đỡ bị đậm. Bây giờ cố vẽ tổng thể đã.
lấy vẽ tranh làm niềm vui, còn bếp là chính. Bánh khúc đây, có ai nghe là thế, bánh khúc đây không? Hà Nội bao giờ có cái đấy. Không biết ở trong đây có ai ở Hà Nội không? Mình thấy đa phần các bạn toàn ở miền trong chứ sao ấy. Mấy các bạn trúng thưởng, mình gửi rất nhiều bạn toàn ở miền trong thôi. Bến Tre, mấy cả Vũng Tàu cũng có. Ở Hà Nội thì có một vài bạn. Kiên Giang mình cảm giác toàn là có vẻ như là rất nhiều bạn ở miền trong ấy. Bây giờ đến cái cây thông ở gần nhé. Màu xanh à? Vẫn là màu xanh biển trước, pha với màu xanh lá. Cao nữa. Ở ngoài nó là màu xanh, khi lên video có vẻ như là nó là màu đen này. Không sao, cho nó một lớp lót như thế ra. Cái phần này kiểu như mặt nước ấy, nó sẽ hơi phản chiếu một cái màu vàng bên trên của ngôi nhà một tí. Có lúc nào chúng đâu mà cả bị xác. Chỗ này kiểu như có cái vũng nước ở đây ấy. Vũng nước do băng nó tan ra nó thành một cái vũng nước. Bên này có một tí cây màu xanh.
À, mẫu mẫu thì mình hay tìm vào trên Pinterest, nó có một cái app tên là Pinterest đấy. App chuyên để tìm ảnh các thứ. Hết mất màu xanh rồi. Sắp xong rồi, chắc khoảng không, app đấy đâu phải trả tiền đâu. Mình được câu giấy. Tiếp tục cho cái mái nhà sáng thêm một tí nữa. Cái màu thiên long mà lúc nó khô đi nó bị hay bị bay. Màu nó bị tối đi ấy. Giờ cho thêm một tí tuyết bám trên cái cây Loen này. Trông chả giống mẫu gì cả. Giờ thêm mấy cái quả xanh xanh đỏ đỏ. Xanh đỏ tím vàng gọi là. Đỏ nhé.
Cam. Vàng đấy. Sắp đến giờ trúng rồi đấy. Trên nóc của cái cây thông này mình sẽ vẽ một ngôi sao vào đấy. Chấm các cái điểm trắng, điểm vàng chứ, kiểu như là đèn ấy. Hoài Ngọc Đức bảo nó còn một cái cột đèn ở đây nữa cơ. Ồ, hôm nay live 1 tiếng 40 thì cũng mọi khi 1 tiếng 5 mấy mà cũng chưa phải là lâu quá. Vẽ thêm cái cột đèn vào đây nhé. Cột đèn phát sáng. À, còn đúng khói nữa, đúng rồi. Định vẽ mấy cái tia sáng vào trông nó hơi điêu điêu. Trong mẫu không có cửa, mình sẽ vẽ một cái cửa màu xanh vào đây. Như cửa nó trông có vẻ không hợp lý cho lắm. Lại xóa đi.
có cái ống khói ở giữa nhà nên mình sẽ vẽ ở chỗ khác. Mình sẽ vẽ ống khói ở chỗ trên này, chứ không vẽ ở giữa nhà. Ống khói ở đây đi. Chào Mai Phạm. Đấy, ống khói đấy. Cho nó thêm một tí khói bay bay nữa. Cái phần cửa nhà này vẫn cần thêm một tí. À, cái phần nhà này. Thêm một tí vàng vào. Đã trễ đâu, mình còn chưa gì mà. Ở chỗ này có một cái cây. Cây ở đây. Sắp xong rồi, còn một vài công đoạn nữa thôi. Mọi người cố chờ tí nha. Ở cái cột đèn này, nó có treo một cái vòng màu xanh, vòng bằng lá kít, lá thông ấy. Vẽ luôn. Vòng màu xanh lơ màu đỏ. Trời đang lạnh như này mà ấm áp cái gì?
Bây giờ là vẩy thêm một tuyết nữa là được. Tranh này chép thì cũng không kịp lên ký tên làm gì, tại vì để cho nó tỏa sáng hơn ấy, thì cái phần mình sẽ vẽ một vài cái kiểu như tỏa sáng ấy. Ok nhỉ, chắc là sẽ dừng lại ở đây thôi, hôm nay hơi lâu rồi. Bước này mình cũng cảm giác nó chưa được được tốt lắm, lẽ ra vẽ bằng lick thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà tổng thể thì cũng khá là ổn. Bình thường mình hay lấy các cái ảnh ấy, ảnh chụp ấy thì mình có thể ký tên được, còn tranh tranh của người khác thì mình không nên ký làm gì. Mình vẽ lại từ ảnh ấy thì mình ký được. Bây giờ bóc nha. Ok, để bỏ cái này sang bên này. Bên ngoài thì trông nó đỡ hơn ở trên livestream một tí, tại vì cái do cái cam ấy. À, cái hộp huyền thoại đâu rồi? Phải bỏ hộp huyền thoại ra đây trước rồi bóc. Sẽ bóc băng dính từ đây. Bóc ra trông cái tranh đẹp hơn đúng không? Ờ, cái góc này nó đang hơi bị mình sẽ dán vào để cho cái góc nó vuông xong rồi mới bóc.
thêm một tí màu vào đây cho cái góc nó vuông. Ok, khá ok đấy. Bây giờ đến tiết mục nha, được nhiều bạn này, hôm nay mình sẽ sau bao nhiêu đợt bốc thăm là ngân đây rồi này, lần nào mình cũng để lại dùng cái hộp này đi. Bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị, các mọi người chuẩn bị nhá. Để mình cất dọn một vài cái đi đã. Lấy bút. Còn bút hết mực cái này. Hai mươi mấy, năm người cơ à? Trời ơi, vừa nãy có mười mấy người cơ mà. Đây rồi. Bây giờ là 10 giờ 1 phút thì chắc khoảng khoảng xem nào. 10 giờ 2 phút thì đến khoảng 10 giờ 8 phút đi. 6 phút để mọi người comment nha. Cái giấy này chính là cái phần mình cắt ra của cái tờ giấy A3 này, mình sẽ cắt thành khổ vuông, cần thừa ra cái đoạn này. Bây giờ mọi người comment bắt đầu từ 10:02 này, comment đến 10:08. Số 1 giúp mình nhá. Ai tham gia thì comment số 1 giúp mình nhá. Mỗi người comment một lần thôi để cho nó đỡ bị loạn ấy. Mình bắt đầu ghi luôn. Văn Long. Ui giời. Vừa nãy có mười mấy người bắt đầu nhiều rồi. Hai mấy người thì mình vẫn ghi được, còn nếu mà nhiều hơn thì Huỳnh Giàu này. Minh Anh Nguyễn này. Rio AD UDC Ngân Phùng. Hôm nay là 2 tiếng rồi. Hân OVKO Nguyễn Thị Yến Ly. Đến 10 giờ 8 phút nha. Nguyễn Thị Yến Ly này. Hoài Đức. Nguyễn Thị Yến Ly. Hoài Đức Ngọc Bảo. Ngọc Vương. Magic Kaito. Kaito. Mới hết nhạc chưa? Nó mà lấy sang nhạc khác là toàn. Vẫn còn 2, 30 phút nữa. Magic Kaito. Magic Kaito rồi này. Huyền Nguyễn Thị à? Huyền Nguyễn Thị Ngân Phùng. Ngân Phùng rồi. Vân Anh Hoàng. Vân Anh Hoàng. Trần Emily. À Trần Emily. Emily Trần.
Mai Phan, Ngân Phùng có rồi nhá. Ô, mình tưởng hôm nay ít mà nhiều thế. Lê Văn Tuấn Vĩ. Lê Văn Tuấn Vĩ. Lê Văn Tuấn Vĩ. Và Tuấn Vĩ thì cái là bạn trúng cái bức người tuyết ấy, nhưng mà do cái nơi ship của bạn không, tạm thời không không đặt được. Hôm nọ mình có đặt lại thì vẫn không đặt được, cho nên là bạn cố gắng đợi nha, cái khu đấy dịch cho nên là mình không không gửi được. Padam. Thi Nguyễn. Vân Anh Hoàng. Vân Anh Hoàng rồi. Nguyễn Đức Minh. Nguyễn Đức Minh, Mạnh Vlog. Ô, cái này nhiều cái sau ấy. Châu, chị Châu Nguyễn. Ngân Phùng rồi. Diễm An. Chị Diễm An. Ngọc Khuê Phạm. Ngọc Khuê Phạm là lần đầu tiên tham gia này. Ngọc Khuê Phạm này. Bảo Như. Trời ơi nhiều quá. Nguyễn Thị Huyền Trang. Tuần sau là phải chơi phương pháp khác thôi. Anh Phạm. Càng ngày càng nhiều rồi. Ngân Phùng trên này rồi nhá. Mạnh Mạnh. Ghi mỏi tay cơ. Trang Phạm có chơi nhỉ? Chưa có Trang Phạm. Một hai để mình soát lại nhá, hết rồi đấy, chắc là hết rồi, 10:07 rồi. Nguyễn Văn Long, Huỳnh Giàu, Minh Anh, Nguyễn Du, Ngân Phùng, Hân, Nguyễn Thị Yến Ly, Hoài Đức Ngọc Bảo, Lã Thị Phương, quên mất Lã Thị Phương, Lã Thị Phương, đấy tí thì soát mất. Lã Thị Phương, Mạnh Mạnh, Mạnh Mạnh đây rồi, Lã Thị Phương, Ngọc Khuê Phạm, Ngọc Khuê Phạm đây. Ngọc Khuê Phạm. Ngọc Vương. Anh Phạm. Anh Phạm. Anh Phạm có rồi. Magic Kai Thu, Huyền Nguyễn Thị, Vân Anh Hoàng, Trần Emily, Mai Phan, Lê Tuấn Vĩ, Ngân Phùng, Ba Đam, Thi Nguyễn. Chứ là các cái comment nó đang bị lung tung thì Nguyễn Đức Minh, Mạnh vừa nó hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 rồi. Ôi trời. Lần sau chắc là mình phải kiểu khác thôi. Kiểu này càng ngày càng nhiều thì viết không kịp.
28 trong khi mình thấy đã 30 người đang xem mà lại có chỉ có 28 bạn comment. Không biết là có thiếu ai không. Hình như là không thiếu ai đâu, bạn nào có thấy mình thiếu thì comment. Hôm nay lại hơi lâu. Mọi người đợi một chút để mình cắt nè. Trời ơi, hôm nay tận 28 người, nhiều hơn tuần trước. Lắc này nó cũng hên xui lắm. Tuần sau chắc phải dùng web, cái web để bốc thăm trúng thưởng thôi, không viết nữa. À, bạn Rito, bạn không tham gia à? Có chị Châu rồi ạ. Và sao mình thấy có 30 người xem nhưng mà lại chỉ có 28 người. Sao bạn không comment thử cho vui thôi, chúng thì mình sẽ gửi cho bạn. Tham gia có mất gì đâu mà. Nhiều quá. Bây giờ mình bắt đầu lắc nha. Nếu mà ra một ấy thì mình sẽ đánh người đấy, còn ra hai thì mình sẽ lắc lại. Với cả sau khi lắc xong ấy mà nếu mà bạn ấy còn ở lại đây thì mình mới trao, mình mới công nhận. Còn nếu mà bạn đấy đã không còn ở đây nữa thì mình sẽ lắc lại nhá. Khoảng 5-10 phút mà không thấy bạn đâu thì mình sẽ lắc lại. Không có cái đoạn nhạc vào mà nó. Bây giờ mình bắt đầu nha. Ok, ra được một bạn rồi. Không biết là bạn nào đây. Vẫn là bạn Tuấn Vĩ. Bạn Tuấn Vĩ lại trúng một lần nữa. Không biết là bạn Tuấn Vĩ có nhiều cơ hội này cho các bạn khác không. Cái bức tranh trước của bạn mình vẫn còn chưa gửi được. Mọi người đợi xem bạn Tuấn Vĩ, các bạn bạn ấy có nhường lại không nhá.
Ui là nhạc xổ số gì cơ mà. Bạn Tuấn Vĩ là bạn trúng bức người người tuyết. Mình đã gói các thứ hết rồi. Đang đợi bạn Tuấn Vĩ, bạn ấy comment xem như nào. Mười giờ 15 nhé, nếu mà 10 giờ 25 bạn Tuấn Vĩ có nhường lại cơ hội cho các bạn khác không? Chưa thấy bạn đấy comment gì cả. Nếu bạn bạn nhận cả hai thì không sao đâu. Hay lấy lần cuối đi, lần sau em không tham gia nữa. Ok. Nếu mà bạn Tuấn Vĩ đã quyết định vậy rồi thì mình sẽ tiếp tục trao giải cho bạn đấy nha. Đây là do nhân phẩm rồi. Cái đơn trước, cái bước trước của bạn Tuấn Vĩ mình vẫn chưa gửi được. Vậy thì lại phải đành các bạn phải đợi tham gia vào buổi sau vậy. Chắc là lần sau phải phải ra ra luật là người nào mà trúng tuần trước rồi thì thôi không được comment nữa. Ok vậy mình sẽ chốt mọi người, em lấy lần nào. Em lấy lần này lần sau không tham gia rút thăm nữa tại bức này đẹp quá. Vậy thôi mình sẽ lần sau cái những bạn nào mà đã trúng của tuần trước rồi thì có lẽ là sẽ ra luật là lần tuần tới ấy, không được tham gia nữa để nhường lại cơ hội cho các bạn khác. Không vì nhân phẩm tốt quá. Ok vậy mọi người, các bạn khác thì đành phải đợi dịp vào tuần tới nha. Cảm ơn mọi người đã xem hôm nay live stream 2 tiếng 12 phút rồi mà mọi người vẫn đang xem. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Mình sẽ phải dừng cái live stream ở đây rồi. Bước này mai mình sẽ chụp đẹp hơn để đăng lên trên Facebook. Một lần nữa chúc mừng bạn Tuấn Vĩ. Bye bye, xin chào mọi người.